trai mà lăng can quê non, móc bên chóp phù thu. Làn điệu then hòa trong tiếng đàn tính làm say đắm lòng người, là báu vật vô giá của đồng bào dân tộc Tày ở Tuyên Quang. Với mục đích bảo tồn, phát huy và vinh danh các giá trị đặc sắc của làn điệu then, Tuyên Quang là tỉnh đi đầu trong việc nghiên cứu lập hồ sơ nghi lễ then, đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phối hợp với 10 tỉnh có di sản then, lập hồ sơ thực hành then Tày Nùng Thái Việt Nam trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Nhìn lại hành trình để di sản then Tày Nùng Thái Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, Tuyên Quang đã có đóng góp lớn trong công tác bảo tồn di sản then. Mài nghiên cứu, sưu tầm, thực hành các nghi lễ then Tày, nghệ nhân ưu tú Hà Văn Cao ở xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển then Tày. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhiều đời làm then, từ nhỏ ông đã được tiếp xúc và tham gia các nghi lễ then cầu an, cầu phúc trong gia đình và làng bản. Cứ như vậy, then đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông. Với niềm đam mê các làn điệu then, ông đã đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và sáng tác các bản then mới dựa trên những làn điệu then cổ với nội dung ngợi ca quê hương, khuyên răn con cháu trong đối nhân xử thế, ăn ở phúc đức. Những làn điệu then cũng là cầu nối để trai gái, bản trên, xóm dưới, hát giao duyên, giải bày tình cảm đôi lứa. Ơi là há gì à, thực lãng bóng trang đồng sao sắc ta gói dư tiếng à xuân nhạc tời xưa chúa đứng ma đừng tờ lặng thính. Chúa vắng cửa vắng tinh sơn lầm. Bác ơi, bác có thể cho biết là cái điệu then bác vừa hát gọi là điệu then gì ạ? Cái đấy là báo cáo với chị là cái điệu then này là then cổ mà là hát trong cùng là cùng mẻ nhoi, tức là cùng con ve sầu. Đấy là cái ý nghĩa của nó là vì giáo dục về cái con người. Bản thân tôi thì cũng từ nhỏ rồi là thích then rồi, thế đến khi lớn lên thì tôi cũng tự học xong rồi là đến bây giờ là gọi là thành một người thầy then, xong rồi là được nhà nước công nhận là cái then của người Tày là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, của dân tộc Tày, thì chúng tôi cũng rất tự hào là cũng mong muốn là coi như là cái di sản văn hóa nó phát triển thêm nữa, tức là đi sâu vào lòng người hơn nữa, rồi là truyền dạy cho các thế hệ sau. Nghệ thuật hát then đã có từ thời xa xưa, được truyền từ đời này sang đời khác. Đây là loại hình nghệ thuật có sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên và con người, giữa giá trị nghệ thuật và yếu tố tâm linh, tinh thần. Vì vậy, các làn điệu hát then đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào các dân tộc vùng chiến khu Việt Bắc.
và lan tỏa sang một số vùng miền trong cả nước. Từ những giá trị quý giá đó, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định đưa loại hình nghệ thuật hát then trở thành một sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách đến với địa phương. Trong đó hoạt động bơi màng, hát then trên hồ Nà Nưa được đưa vào thực hiện từ năm 2022, là sản phẩm du lịch được nhiều du khách yêu thích trải nghiệm. Tỉnh Tuyên Quang đã và đang chú trọng bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể ngay chính trong đời sống cộng đồng. Bên cạnh những bài hát then được đặt lời mới theo các làn điệu then cổ, các nghệ nhân cũng chú trọng giữ gìn những bài then cổ vì đây chính là kết tinh các giá trị tinh túy nhất của hát then. Có dịp trở về quê hương cách mạng Tân Trào, huyện Sơn Dương, vùng đất đã chứng kiến và mãi khắc ghi sâu đậm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam. Anh Hoàng Đức Tuân và mọi người đều cảm thấy thật may mắn khi được cất lên làn điệu then cổ ngay chính trên mảnh đất lịch sử này. Từ lúc hồi còn nhỏ tôi cũng rất là đam mê hát then đàn tính, nhưng do trước đây về cái công nghệ nó chưa có, tức là không lưu lại được những cái khoảnh khắc của các cụ hát then như thế nào, cho nên là cũng còn chút ít, tức là khi lớn lên được còn một chút ít các cụ, tức là còn truyền lại cho được những cái vốn then cổ. Và có những cái mạng xã hội bây giờ được học nhiều tới các bạn đam mê của cả nước về cái những then lời mới. Và đặc biệt mong muốn hơn nữa là lần này qua bao ngày mong mỏi được đến cái mảnh đất Tân Trào lịch sử này, được hội tụ với anh em đam mê hát then của cả nước, được học hỏi kinh nghiệm giữa các bậc tiền bối cũng như các nghệ nhân của các vùng miền của đất nước. Đây là một điều rất đáng quý, cũng như là rất mong muốn rằng là mọi địa phương, tức là từ chính quyền cho đến cơ sở ngành văn hóa, tức là luôn luôn quan tâm để gây dựng cái nền hát then đàn tính của bản sắc của dân tộc mình, tức là mỗi ngày được bảo tồn và phát huy, tức là giữ gìn tốt hơn nữa ạ. Một lớp học đặc biệt được ông Hà Đồng Cách, một người say mê hát then đàn tính ở xã Đà Vị, huyện Na Hang, phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức truyền dạy cho các bạn trẻ trong dịp nghỉ hè. Lớp học có hơn 10 em ở độ tuổi từ 10 đến 15 ở thôn Phai Khẩn. Được ông Cách hướng dẫn cách cầm đàn, đánh đàn, gảy những nốt nhạc cơ bản và được học các bài then mới. Những ngón tay gảy đàn, sóc nhạc có thể chưa thuần thục, câu hát cũng chưa tròn vành rõ chữ và mượt mà. Nhưng ẩn chứa sâu trong đó là cả niềm yêu thích, đam mê của những em nhỏ nơi đây đối với làn điệu then. Ngọn lửa nhiệt huyết của ông Cách đã tiếp lửa giúp các em vượt qua trở ngại ban đầu, để các em cảm nhận được những tinh túy ẩn chứa trong từng lời then, tiếng tính. Cháu rất là thích học hát then đàn tính ạ, và cháu đã biết được bộ môn này từ rất là lâu rồi ạ. Cháu mong muốn là cháu sẽ hiểu hơn về hát then đàn tính, và cháu muốn là sẽ biểu diễn được rất là nhiều tiết mục văn nghệ về hát then đàn tính ạ. Tôi thấy rằng là cái địa phương của mình ấy thì cũng chưa phát huy được, chưa có phong trào mấy, cho nên là tôi muốn làm thế nào để mình phát huy được cái môn hát then đàn tính này để cho các cháu nó tiếp tục để nối cái truyền thống. Đấy, làm thế nào để cho một là để giữ gìn được cái truyền thống bản sắc dân tộc của mình. Muốn bảo tồn phát huy các giá trị di sản then, cần phải làm tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, truyền dạy và thực hành nghi lễ. Do đó, tỉnh Tuyên Quang đã rất quan tâm đến việc khuyến khích các nghệ nhân am hiểu, có khả năng truyền dạy then, để truyền dạy then cho lớp trẻ thông qua hoạt động các câu lạc bộ hát then, đàn tính.
Đặc biệt, tổ chức dạy hát then đàn tính trong các trường tiểu học, trung học, dân tộc nội trú. Đàn điệu hát then của dân tộc Tày Nùng Thái thì được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thế bây giờ thì trách nhiệm của tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ hát then đàn tính xã Thanh Tương thì phải truyền dạy cho lớp trẻ bây giờ là biết thêm về nền văn hóa dân tộc Tày của mình. Mình phải giữ gìn cái bản sắc của dân tộc mình hơn nữa và phải truyền dạy cho các lớp trẻ sau này nhiều hơn. Toàn tỉnh hiện nay có 70 câu lạc bộ hát then đàn tính. Tỉnh đã và đang khuyến khích các nghệ nhân lưu giữ, sưu tầm, ghi chép các làn điệu then, nhất là then cổ. Ngoài ra, những giải pháp trong đề tài khoa học cấp tỉnh, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản then trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được triển khai, áp dụng trong thực tế từ năm 2014 đến nay. Tuyên Quang cũng là tỉnh rất quan tâm đến việc vinh danh, tạo điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn di sản then được cống hiến. Toàn tỉnh hiện nay có 8 nghệ nhân ưu tú và 2 nghệ nhân nhân dân được nhà nước phong tặng danh hiệu vì có nhiều cống hiến, đóng góp trong việc bảo tồn di sản then. Bản thân tôi thì sinh ra trong một gia đình nhà nông, thế nhưng mà cái niềm đam mê của tôi rất là lớn về cái nghệ thuật hát then đàn tính này. Qua lời hát then đàn tính này thì tôi học hỏi được những cái giá trị văn hóa tinh thần, những cái gọi là đặc sắc nhất của dân tộc Tày mình. Cùng với việc tích cực nghiên cứu, sưu tầm và truyền dạy hát then đàn tính, tỉnh Tuyên Quang còn đẩy mạnh công tác quảng bá rộng rãi về giá trị của di sản then đến với đông đảo quần chúng trong và ngoài nước. Công tác quảng bá giá trị di sản then gắn với các hoạt động biểu diễn, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phát triển du lịch. Tại nhiều địa phương, phát triển du lịch cộng đồng ở các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa đều thành lập các câu lạc bộ, đội văn nghệ hát then đàn tính, sẵn sàng biểu diễn phục vụ khách du lịch. Các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội lớn của tỉnh, Tuyên Quang đều quảng bá, giới thiệu, đưa lên sân khấu chuyên nghiệp, tham gia giao lưu văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước với các tiết mục biểu diễn hát then đàn tính hấp dẫn, đặc sắc. Để mà bảo vệ trước UNESCO đã là khó. Và chúng ta đã có được cái di sản và được công nhận của nhân loại rồi, thì trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, trong đấy có Tuyên Quang và 11 tỉnh có then này, là sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ, đấy là bảo tồn, trao truyền và dạy trong các trường học. Do vậy, việc trao truyền bảo tồn then này đối với trong trường học, đối với các nghệ nhân là một cái bài toán hết sức quan trọng đối với chính quyền của các cấp. Tuyên Quang với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống đã tạo nên một nền văn hóa truyền thống đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc. Đây chính là vườn hoa văn hóa cần được gìn giữ và phát huy. Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể, nhìn từ công tác bảo tồn di sản then ở Tuyên Quang có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc đổi mới hiện nay. Góp phần làm giàu thêm các giá trị văn hóa riêng có để Tuyên Quang trở thành vùng đất mà bất kỳ ai cũng muốn đặt chân đến để trải nghiệm. Hát then đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thế hệ, gìn giữ cho những ngôi nhà, nếp bàn thêm đầm ấm, yên vui. Giữ gìn làn điệu then là giữ gìn tiếng nói, tinh hoa văn hóa của dân tộc, để mỗi người con của quê hương, dù ở bất kỳ đâu, cũng không thể quên bản sắc, quên đi cái gốc của mình.